Tôi Hiền chào các con. Và hôm nay chúng ta tiếp tục series chuỗi toán tư duy buổi 2 để xem học toán lớp cô Hiền có gì thú vị nào. Hôm nay chúng ta sẽ cùng cô đi khám phá các bài toán cổ. Bài toán của cô như sau: vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con 100 chân chẵn. Bạn có tính được bao nhiêu gà, bao nhiêu chó không? Cô Hiền cho chúng ta 30 giây suy nghĩ. Bạn nào cực kỳ thông minh thì sẽ có kết quả trong 30 giây. Comment vào một chat cho cô nhá. Với bài toán này, cô Hiền có tận 4 cách làm. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá từng cách một. Giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu đề lại với cô nào. Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con, tức là 36 con là tổng số gà cộng với chó nhé. Còn tổng số chân là bao nhiêu chân nhỉ? 100 chân đúng không? Và bài toán yêu cầu là các con hãy tính cụ thể xem gà bao nhiêu con và chó bao nhiêu con. Chúng ta thử tìm hiểu xem cách 1 là như thế nào nhé. Cách 1 của cô Hiền như sau: giả sử 36 con đều là chó. Như vậy là mỗi con chó chúng ta biết rằng là có 4 chân đúng không? Thì số chân của 36 con chó sẽ là 36 x 4 bằng 144 chân. Nhưng mà đề bài thì chỉ cho 100 chân thôi. Như vậy là số chân bị thừa ra, ta sẽ lấy 144 chân trừ đi 100 chân thì còn 44 chân. Các con có biết được tại sao lại thừa ra 44 chân không? Thừa ra 44 chân vì các con gà đã giả sử đóng vai làm chó, nên mỗi con gà tăng thêm 2 chân. Khi mà mỗi con gà tăng thêm 2 chân thì số chân tăng thêm là 44 chân. Như vậy để tính số con gà ta sẽ làm như thế nào nhỉ? Ta sẽ lấy 44 chia cho 2 bằng 22 con gà. Khi đã biết số gà là 22 con, tổng số con là 36 con, thì muốn tìm số chó, các con chỉ cần lấy 36 trừ 22 bằng 14 con chó nhé. Và các con đáp số cho cô: 22 con gà, 14 con chó. Đây là cách 1. Các con trình bày cách 1 vào vở giúp cô nào. Thế thì với cách 1, chúng ta đã giả sử 36 con đều là chó. Nhiều bạn nghĩ rằng là con không thích làm cách 1 của cô, con thích giả sử 36 con đều là gà thì sao? Và đó chính là cách 2. Giả sử 36 con đều là gà, và ta biết rằng mỗi con gà có 2 chân. Như vậy 36 con gà sẽ có số chân là 36 nhân với 2 bằng 72 chân đúng không? Tổng số chân là 100 chân. Như vậy thiếu bao nhiêu chân? 100 trừ đi 72 bằng 28 chân. Lý do tại sao thiếu 28 chân, các con comment ý kiến cho cô biết nào. À, hóa ra thiếu 28 chân vì các con chó đã giả sử đóng vai làm gà, nên mỗi con chó bị thiếu đi 2 chân. Các con lắng nghe cô nói này. Một con chó bị thiếu đi 2 chân thì số chân bị thiếu là 28 chân. Thế bây giờ để tính số con chó ta làm thế nào? À, chúng ta lấy 28 chia cho 2 bằng 14 con chó. Khi đã biết số con chó là 14 con thì để tính số con gà, ta sẽ lấy 36 trừ 14 bằng 22 con gà. Và đáp án của cách 2 vẫn giống cách 1 đúng không nào? Trong toán học chúng ta có nhiều phương pháp giải khác nhau, nhưng mà chỉ có một đáp số đúng thôi nhé. Cô còn cách 3 và cách 4 nữa cơ. Cách 3 nào? Với cách 3 này thì cô giả sử 36 con gà và chó diễn xiếc. Gà thì nằm xuống, giấu hết chân đi. Còn chó thì đứng hai chân, được không? Như vậy là cả 36 con này, mỗi con đều giấu đi hai chân. Và như vậy, số chân bị giấu đi sẽ là 36 nhân với 2 bằng 72 chân. Gà thì không còn chân nào, đúng không? Chó thì còn mỗi con hai chân. Chúng ta sẽ tính xem
đang thiếu bao nhiêu chân so với 100 chân. Số chân còn lại đều là của chó và mỗi con chó đều dùng hai chân này để đứng. Như vậy, số chân chó đang đứng diễn xiếc chính là 100 trừ đi 72 bằng 28 chân. Đúng không nào? Vậy số con chó chính là 28 chia cho 2 bằng 14 con chó và vẫn là 22 con gà. Và đáp số của cách 3 vẫn không thay đổi là 22 con gà và 14 con chó. Các con đã hiểu cách 3 chưa nào? Cô còn một cách 4 vô cùng thú vị nữa nhé. Cách số 4. Giả sử 36 con gà và chó đều đứng bằng 2 chân. Tức là con chó chỉ được phép đứng bằng 2 chân thôi nhá. Chó đứng được đúng không nào? Tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra. Thế thì số chân gà và chó đang đứng sẽ là 36 nhân với 2 bằng 72 chân. So với 100 chân thì số chân bị thiếu là bao nhiêu? 100 trừ 72 bằng 28 chân. Và số chân còn lại đều là của chó đúng không? Là 28 chân. Và số con chó ta lấy 28 chia cho 2 bằng 14 con chó. Kết quả lại vẫn là 22 con gà. Và ta đáp số. Vì vậy bài toán này có tận đến 4 cách giải. Các con hãy chọn giúp cô hai cách giải mà các con thấy thích nhất và trình bày bài toán vào vở nhé. Ngoài 4 cách giải này của cô thì cô mời các con cùng sáng tạo thêm các cách giải khác thú vị nữa trong bài toán này. Và những cách giải sáng tạo và thú vị sẽ nhận được các phần thưởng của toán cô Hiền nhé. Như vậy chúng ta thấy rằng là một bài toán thì có rất nhiều hướng đi khác nhau. Và các con hãy thoải mái tư duy sáng tạo các hướng đi. Hãy mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình. Cô Hiền luôn muốn là các con luôn thỏa sức sáng tạo tư duy của mình thì sau này trong mọi vấn đề cuộc sống các con đều linh hoạt và xử lý tình huống nhanh chóng nhé. Và buổi học toán tư duy buổi 2 của cô đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con trong buổi học sau.